Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Trao sản phẩm số hóa tài liệu Hán Nôm tại huyện Văn Giang. Thành phố Hưng Yên, đơn vị dẫn đầu trong phong trào văn nghệ quần chúng. Rộn ràng tiếng trống tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trong trường học. Quảng cáo trái phép về hoạt động cho vay tiền nhan nhản khắp nơi và những hệ lụy. Cuối chương trình Mục tinh hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đặc sắc kiến trúc quần thể di tích Phố Hiến. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức lễ dâng hương viếng tướng công Nguyễn Thiện Thuật, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy nhân kỷ niệm 134 năm ngày ông dương cờ khởi nghĩa 29 tháng 9 năm 1885, 29 tháng 9 năm 2019. Tướng công Nguyễn Thiện Thuật quê ở làng Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo kéo dài 6 năm từ 1883 đến 1890. Nghĩa quân Bãi Sậy không chỉ đánh giặc khi chúng xâm phạm vào căn cứ mà còn tấn công các đồn binh phục kích quân Pháp trên đường số 5, đường 39. Ngoài tinh thần anh dũng bất khuất của nghĩa quân, thì gia đình danh nhân Nguyễn Thiện Thuật là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh kháng Pháp đến cùng. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo có ý nghĩa sâu sắc, kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, khích lệ tinh thần yêu nước của nhân dân ta, cổ vũ cho các phong trào yêu nước sau này. Thông qua buổi lễ nhằm tôn vinh giá trị lịch sử của các danh nhân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Vừa qua tại huyện Văn Giang, Thư viện tỉnh đã tổ chức hội nghị trao sản phẩm số hóa tài liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện Văn Giang. Thư viện tỉnh phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát tài liệu Hán Nôm ở 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Giang. Kết quả số hóa được 3,5 nghìn trang tài liệu Hán Nôm ở các loại hình sắc phong, thần tích, gia phả, văn tế, lệnh chỉ, bằng cấp. Sau khi số hóa, các bản chụp được xử lý kỹ thuật lược dịch và biên mục vào phần mềm quản lý. Sản phẩm cuối cùng là bộ tài liệu Hán Nôm dưới dạng điện tử đĩa CD. Tại hội nghị, Thư viện tỉnh đã trao sản phẩm số hóa dưới dạng đĩa CD cho các di tích, gia đình, dòng họ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo cứu, lưu giữ tài liệu Hán Nôm một cách lâu dài, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Vừa qua tại Liên hoan Tiếng Hát Khu Dân Cư và Liên hoan Văn nghệ Quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019, đơn vị thành phố Hưng Yên đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Để đạt được thành tích trên, trong những năm gần đây, việc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố được quan tâm và đẩy mạnh. Tại 17 xã phường đều thành lập các câu lạc bộ, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến câu lạc bộ văn nghệ truyền thống xã Quảng Châu. Đơn vị này là lực lượng nòng cốt trong các hội diễn, giao lưu văn nghệ của thành phố. Trong các cái kỳ liên hoan của địa phương, chúng tôi mà phát hiện thấy được có các cái tài năng trẻ, nhất là ngay từ khi hay còn trong cái lớp học sinh mà tham gia được thì chúng tôi rất là động viên và bồi dưỡng thêm cho các cái hạt nhân đó trở thành những cái hạt nhân nòng cốt cho địa phương sau này. Bên cạnh việc thu hút người trẻ tuổi tham gia, việc xây dựng nội dung các tiết mục văn nghệ cũng được chú trọng. Trong hai kỳ liên hoan vừa qua, thành phố Nghiên đã để lại trong lòng khán giả nhiều tiết mục ấn tượng như múa hoa đất nước, múa làng lúa làng hoa, tiểu phẩm, chuyện về một túi rác. Không chỉ nổi tiếng với làng nghề ông Hảo, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống như trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ còn có những đội múa trống nổi tiếng góp phần lan tỏa phong trào văn nghệ quần chúng ở các làng quê. Xã Liêu Xá có 4 thôn, thì 3 thôn có đội múa trống. Mỗi đội có từ 20 đến 30 thành viên với số trống dao động từ 15 đến 25 trống, đủ kích cỡ từ trống cái đến trống con. Những người yêu văn nghệ, yêu ca hát ở mỗi thôn đã tự đóng góp kinh phí để thành lập lên các đội múa trống, tự tìm tòi, học hỏi và luyện tập để có được những tiết mục đặc sắc. Các đội múa trống của xã Liêu Xá là lực lượng quan trọng phục vụ những dịp lễ hội, những sự kiện ở thôn xã. Bên cạnh đó, với trình độ biểu diễn ngày càng chuyên nghiệp, nên các đội múa trống còn được mời biểu diễn tại các sự kiện như lễ khai trương, lễ khánh thành, lễ ra mắt sản phẩm cho các cửa hàng, doanh nghiệp. Thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và tặng bằng khen trong phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0 giai đoạn 2014-2019. Để có được kết quả này, ngay từ khi triển khai xây dựng khu dân cư 3.0, không tệ nạn xã hội, không lãng phí trong việc cưới, việc tang, không ô nhiễm môi trường,
thôn Yên Vĩnh đã tuyên truyền tới người dân nội dung và ý nghĩa của phong trào, đồng thời vận động 100% gia đình ký cam kết thực hiện 3-0. Là thôn có dân số đông trên 3.500 nhân khẩu, song nhiều năm qua, thôn Yên Vĩnh không phát sinh nghiện hút, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề giảm rõ rệt. Việc cưới xin tăng ma trong thôn được tổ chức tiết kiệm theo nếp sống mới, không hút thuốc, làm cỗ hạn chế, đặc biệt hiện nay 80% số người qua đời trong thôn được đưa đi hỏa táng. Thôn Yên Vĩnh đã quy hoạch nghĩa trang đồng bộ từ năm 2013. Tổ vệ sinh môi trường hoạt động nề nếp cùng với nhân dân có ý thức bảo vệ môi trường, vì thế đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Vừa qua, Hội Thiện Nguyện Sen Vàng Hưng Yên đã tình nguyện khởi công xây nhà cho anh Trần Văn Hạnh, một hộ nghèo của xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ. Căn nhà mới có tổng diện tích là 56m², sẽ được trang bị cửa và nội thất cơ bản. Trước đó, anh Hạnh cùng ba con ở trong một ngôi nhà 6m², rột nát và xuống cấp nghiêm trọng tại thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa. Vợ anh Hạnh mới qua đời vì ung thư, bản thân anh Hạnh lại bị bệnh phổi, khả năng lao động kém, nên chi phí sinh hoạt trong gia đình rất khó khăn, thiếu thốn, là hộ nghèo của địa phương. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của bốn bố con anh Hạnh, đội thiện nguyện Sen Vàng Hưng Yên đã đứng lên xây mới căn nhà cho anh Hạnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Dự kiến ngôi nhà sẽ được hoàn thiện vào tháng 11. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, trường Trung học cơ sở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã đầu tư nâng cấp được cơ sở vật chất giáo dục trong nhà trường như hệ thống máy tính, máy chiếu, bảng thông minh trong các lớp học, xây chát phòng học, lắp camera giám sát toàn trường, thay cửa sắt, xây mới nhà vệ sinh. Không những góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, việc xã hội hóa cơ sở vật chất cũng giúp cho việc giảng dạy của các thầy cô trong trường được thuận lợi hơn. Mình có thể đổi mới phương pháp dạy học một cách dễ dàng hơn này, hay là các cái hoạt động khác như là hoạt động sinh hoạt tập thể thì mình cũng nhờ có cái các cái thiết bị hoạt động ấy mà chúng mình thu hút được học sinh tham gia nhiều hơn. Cùng với việc tuyên truyền với nhân dân địa phương trong toàn xã, thì nhà trường cũng đã nhận được rất nhiều cái sự đóng góp tích cực của nhân dân địa phương, cựu học sinh cũng như là phụ huynh học sinh trong toàn trường, từ 140 cho đến 200 triệu một năm. 5 năm gần đây thì trường ước xã hội hóa được khoảng tầm 7 đến 800 triệu. Cũng do làm tốt công tác xã hội hóa mà trường Trung học cơ sở xã Thanh Long đã được các phụ huynh trong nhà trường ủng hộ hơn 200 triệu đồng để xây nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các em, thay vì nhà vệ sinh bẩn và xuống cấp nghiêm trọng trước đó. Bây giờ thì nhà vệ sinh rất sạch sẽ nên là bọn em luôn thoải mái, không sợ khi đến trường về vấn đề vệ sinh nữa. Đến thời điểm này thì cái nhà vệ sinh mới thì cũng đã được đưa vào cho học sinh sử dụng, tương đối là sạch sẽ, đảm bảo theo cái quy chuẩn đạt cái tỷ lệ 0,6m² trên một đầu học sinh với cái số lượng học sinh hiện tại của nhà trường. Cũng từ nguồn xã hội hóa, trường mầm non xã Lý Thường Kiệt đã được một hộ gia đình ủng hộ 500 triệu đồng để xây mới thêm một phòng học cho các bé. Trước đây chưa có lớp mới, ông Sầm công từ thiện này thì các cháu học ở trường cấp 4 nó không được đầy đủ tiện nghi. Nhưng bây giờ ông cụ Sầm từ thiện thì các cháu đầy đủ mọi tiện nghi. Hệ thống trường lớp ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường học tập. Từ đó, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao. Hiện nay, trên nhiều tuyến đường, tuyến phố, thậm chí là trên mạng xã hội, các trang web nhan nhản những lời chào mời quảng cáo giao vặt trái phép cho vay tiền. Không những là mất mỹ quan đường phố, mà còn tiềm ẩn hoạt động tín dụng đen gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Từ cột điện, trạm biến áp, cột biển tuyên truyền chính trị, tường nhà dân đến cột đèn giao thông, từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng có những tờ quảng cáo cho vay tiền với những chào mời hấp dẫn, dán, treo dày đặc, lộn xộn, làm mất mỹ quan và gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều khi mình ở trong nhà, có khi là sáng sớm thì mình quay ra, có khi đã thấy nó dán rồi, có khi vừa hắn còn ướt. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, nhưng cũng bất lực trước tình trạng tràn lan quảng cáo cho vay tiền của các tổ chức cá nhân đang xuất hiện ở khắp nơi. Không có một đơn vị tổ chức cá nhân nào đến ngành văn hóa để chấp thuận việc quảng cáo.
cũng như là việc thông báo việc quảng cáo của mình. Đằng sau những lời chào mời trái phép kia là những hệ lụy xấu cho xã hội. Nhiều người vay tiền từ những quảng cáo này đã mắc bẫy tín dụng đen khi phải trả lãi suất quá cao. Nếu đến hạn, người vay không trả được sẽ bị các đối tượng gây sức ép hoặc đe dọa. Khi mình vay thì mình không nghĩ rằng là lãi suất nó sẽ cao như thế. Nhưng mà đến khi mình trả lãi thì mình mới biết rằng là nó rất là cao. Vay với số tiền là 21 triệu đồng. Nhưng mà đến khi anh ấy trả ra là 2 triệu mốt một tháng. Thủ đoạn hoạt động của những đối tượng cho vay nặng lãi là đưa ra những lời mời hấp dẫn như gọi là có tiền, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, cho vay trả góp. Khi có người vay thì tính lãi theo ngày hoặc trả góp, lãi suất cao hơn nhiều lần so với ngân hàng. Một số những vụ án xảy ra liên quan đến cái việc mà các đối tượng cho vay lãi nặng trong dịch sự thực hiện như là cố ý gây thương tích, cướp đoạt tài sản và cướp tài sản, thậm chí có một số vụ án như giết người và bắt giữ người trái pháp luật trong thời gian vừa qua gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tín dụng đen thì có hai phương thức, một là cho vay gộp. Cho vay gộp là cho vay ngắn hạn, gốc và lãi thì trả hàng ngày. Hai là cho vay nóng với hình thức là lãi trả hàng ngày và gốc trả ấn định vào một thời gian cố định. Với hai hình thức này thì lãi suất rất là cao. Người dân cần phải hiểu rõ về nguy cơ và tác hại của tín dụng đen để tìm đến những cái tổ chức tài chính lành mạnh, các ngân hàng lớn và uy tín. Thời gian tới, các cơ quan quản lý cần vào cuộc mạnh mẽ để xử lý dứt điểm, loại bỏ tình trạng quảng cáo về hoạt động cho vay tiền đang diễn ra ngang nhiên trên địa bàn tỉnh, để người dân không mắc bẫy tín dụng đen từ những quảng cáo rác trái phép này. Quần thể di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên còn lưu giữ 128 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, trong đó có 17 di tích đã được xếp hạng quốc gia cùng hàng nghìn cổ vật có giá trị. Với những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, các di tích ở thành phố Hưng Yên đã tạo nên một quần thể di tích độc đáo mà khó tìm thấy ở nơi nào có được, xứng tầm với một di tích quốc gia đặc biệt. Phố Hiến, Hưng Yên vốn là một đô thị càng tấp nập của những hoạt động công thương nghiệp ở đàng ngoài vào thế kỷ 17-18 và đã đi vào trong câu ca quen thuộc thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Qua thời gian, Phố Hiến đã khẳng định cho mình một vị trí khá nổi bật trong hệ thống đô thị Việt Nam thời bấy giờ, chỉ đứng sau kinh kỳ Thăng Long. Trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng với sự biến đổi của tự nhiên, Phố Hiến ngày nay chỉ còn lại một quần thể di tích, kiến trúc nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, cùng những thuần phong mỹ tục, những làng nghề thủ công, những nét nghệ thuật dân gian độc đáo. Có thể xem đây là một tụ điểm của nghệ thuật xứ Đông, thấp thoáng có phong cách kiến trúc của người Trung Hoa và kiến trúc châu Âu như nhà thờ Gothic trên đường Bãi Sậy. Hiện nay, những dấu vết về các thành quách, những khu phố cổ, nhà dân, thương điếm và các cơ sở sản xuất thủ công đánh dấu một thời kỳ vàng son của Phố Hiến còn lại rất ít và mờ nhạt. Trên một cái không gian có diện tích là khoảng 5 cây số vuông như thế mà có đến hơn 150 di tích như Phố Hiến. Thì đấy là cái đặc trưng của sự phong phú, mật tập, tập trung về mặt số lượng mà rất ít nơi có thể có được. Chứ đừng nói là mơ đến cái điều đó. Trong số này đã có 17 di tích được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa của quốc gia. Điển hình nhất là Văn Miếu Xích Đằng, được thành lập vào năm 1803-1804 trên nền cũ của khu vực Chùa Nguyệt Đường. Sau khi thành lập tỉnh Hưng Yên vào năm 1831, Văn Miếu Xích Đằng trở thành Văn Miếu của tỉnh Hưng Yên.
8 năm sau khi thành lập tỉnh, văn miếu Xích Đằng được tiến hành tu sửa lớn vào năm Minh Mệnh thứ 20, 1839. Hiện vật quý giá nhất trong văn miếu còn lưu giữ được đến ngày nay, đó chính là 9 tấm bia đá khắc tên tuổi, quê quán, chức vụ của 161 vị Đỗ Đại Khoa ở trấn Sơn Nam xưa. Những tấm bia Đại Khoa ở văn miếu Xích Đằng, Hưng Yên đã không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ tên tuổi, sự nghiệp của các bậc đại khoa của Hưng Yên mà của cả đất nước nữa. Cái giá trị ở chỗ ấy, nó còn được kèm vào đây cái truyền thống tôn sư, trọng đạo, tôn trọng trí tuệ, trí thức và trí giả. Đấy là cái truyền thống mà chúng ta quen gọi là văn hiến thi thư. Không phải là bất cứ tỉnh nào cũng có được cái tòa văn miếu của mình. Như vậy, văn miếu Hưng Yên, văn miếu Xích Đằng, Phố Hiến ấy, là nằm trong số ít những tòa kiến trúc thờ phụng ông tổ của nho giáo và nho học. Muốn được chiêm ngưỡng và thưởng thức những nét văn hóa độc đáo của người dân Phúc Kiến Trung Quốc thì đến tham quan Đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu với những kiến trúc hoành tráng, đồ sộ, khẳng định quá trình buôn bán thịnh vượng, phát đạt của người dân Trung Quốc khi di cư sang Phố Hiến. Đền Thiên Hậu được xây dựng từ năm 1640. Đây là công trình mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa trên nhiều phương diện như tam quan, nhà tế, mái đền, đào góc và kết cấu vì kèo. Theo truyền ngôn của Kiều dân thì công trình được làm sẵn ở Trung Quốc rồi trở sang Việt Nam cất dựng. Đền Bà Thiên Hậu hoàn toàn là Trung Hoa, nhưng mà ở trong cái nghi môn của cái đền này, chúng ta thấy rõ ràng là cái chạm trổ ở trên nghi môn ấy có những con rồng với cái đao mác là sản phẩm của Việt Nam. Hoàn toàn mà Trung Hoa không có. Cái sản phẩm ấy nó mang cái nghệ thuật của cái thế kỷ thứ 17 và đầu 18. Như vậy thì ngay trong cái kiến trúc này nó đã có một cái sự gọi là hoa thờ Bà Thiên Hậu thật đấy, nhưng nó đã là một cái sự kết hợp văn hóa của người Hoa và người Việt một cách rất là rõ rệt. Nét kiến trúc Trung Hoa còn được thể hiện tại Đông Đô Quảng Hội thuộc khu vực Phố Hiến Hạ. Đây là một hội quán của người Hoa, là nơi hội họp của các thương gia nước ngoài, nhưng chủ yếu là người Trung Quốc đến làm ăn, buôn bán tại vùng Phố Hiến thế kỷ 16-17. Đồng thời, đây cũng là nơi thờ Tam Thánh và Đức Thánh Mẫu Thượng Thiên. Còn Đền Mẫu là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của Phố Hiến, nơi có hồ bán nguyệt với phong cảnh hữu tình, mặt nước trong xanh phẳng lặng, bốn bề cây xanh râm mát. Một bên là phố Nguyệt Hồ, một bên là đê Đại Hà. Không gian thoáng đãng là nguồn thi hứng cho nhiều tao nhân mặc khách. Đền Mẫu cũng nổi tiếng bởi có cây xanh, si, đa, cổ thụ ngót 800 năm ở phía trước cửa đền. Về thăm lại phố Hiến xưa qua di tích đình Chùa Hiến, trước cửa Chùa Hiến có cây nhãn tiến nổi tiếng lâu đời. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn được hái dâng Đức Phật, cúng thần hoàng và để quan lại địa phương mang tiến cho vua chúa nên gọi là nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia, đây là những tấm bia cổ nhất, lưu trữ nhiều tư liệu lịch sử, nói lên quá trình tụ cư của thương cảng Phố Hiến. Từ Chùa Hiến, ngược theo đường Bãi Sậy khoảng 2 km, chúng ta sẽ được thưởng thức nét đặc sắc của Chùa Chuông hay còn gọi là Kim Trung Tự, được mệnh danh là Phố Hiến nổi tiếng danh lam.
Ngoài những di tích kể trên, quần thể di tích Phố Hiến còn có các ngôi đền thờ các danh nhân của đất nước và của đất xứ Nhãn, cũng mang dấu ấn kiến trúc đậm chất văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, như đền Trần thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc; đền Mây thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, một vị tướng tài ba của đất nước trong thời kỳ đầu độc lập tự chủ; đền thờ tướng quân Đinh Điền, vân vân. Đến thăm Phố Hiến, mọi người đều mong muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng, sôi động của một đô thị cổ xưa đã từng lắng đọng trong câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Và chỉ có thông qua quần thể di tích Phố Hiến, quá khứ mới hiện lên rõ nét nhất. Ở đây chúng ta tìm được trong các kiến trúc tôn giáo một không gian hài hòa, tuyệt đẹp giữa cảnh trí thiên nhiên và hình khối kiến trúc cùng các mảng chạm khắc tinh xảo. Khi về thăm Phố Hiến, một cái đô thị cổ mà mang đặc trưng Đại Việt thời Trung Cổ rất là rõ ràng, có một cái hội quán hay là nhiều cái kiến trúc mà mang đặc trưng của Trung Hoa. Như vậy là cái tính giao lưu văn hóa một cách phong phú, một cách đa dạng, đa diện, đa chiều của các di tích ở Phố Hiến. Đấy là một giá trị đặc trưng nữa về mặt chất lượng. Gần đây, chính phủ đã phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Khi dự án bảo tồn, tôn tạo Phố Hiến cổ hoàn thành, sẽ khơi dậy lại hình ảnh của Phố Hiến xưa. Khi ấy, Hưng Yên sẽ có thêm cơ hội mở rộng phát triển du lịch. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Qua nhiều thế kỷ, trải biết mấy đổi thay của thiên nhiên và xã hội, Phố Hiến này đã dần được hồi phục, trở lại một phần diện mạo vốn có. Lòng đất của Phố Hiến vẫn còn tiềm ẩn nhiều di sản quý báu. Hồ Bán Nguyệt vẫn trong xanh, gợi nhớ lại dòng sông và bến cảng xưa. Đồng đồ Quảng Hội, đền Thiên Hậu vẫn tồn tại, gợi nhớ một quá khứ phồn vinh và hữu nghị. Chùa Chuông vang vọng tiếng chuông ngân, thức tỉnh mọi người nhớ về quá khứ. Văn Miếu vẫn hiện diện biểu tượng trí tuệ cho nền học vấn của Hưng Yên. Với những giá trị quý giá còn lưu giữ được về một đô thị cổ Phố Hiến nổi danh thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến, hy vọng Phố Hiến xưa, thành phố Hưng Yên ngày nay vẫn là điểm hẹn lý tưởng của du khách gần xa. Mục Tinh Hoa Phố Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.